Cách nuôi cá cảnh đơn giản dành cho người mới bắt đầu. Nuôi cá cảnh là thú vui tao nhã. Ở một xã hội phát triển, thú vui này không còn chỉ còn là giải trí hay phong thủy mà nó còn là đam mê. Sau đây là một số cách nuôi cá cảnh đơn giản dành cho người mới bắt đầu mà Coi Ca đã tổng hợp lại. Các bạn cùng tìm hiểu nhé! 1. Lựa chọn loại cá phù hợp. Để bắt đầu nuôi cá cảnh, điều đầu tiên bạn nên làm là tìm hiểu về cá. Phải biết mình sẽ nuôi loại cá gì mà tìm những điều kiện cho cá phát triển tốt. Về kích thước là điều rất quan trọng. Vì khi biết được kích thước của cá trưởng thành, bạn sẽ có thể chọn bể cá và môi trường sinh vật trong bể phù hợp với loại cá đó. Về giá tiền, không phải ai cũng có một số tiền lớn để nuôi những loại cá đắt đỏ. Bạn nên xem xét giá tiền của loại cá bạn muốn nuôi và lựa chọn cho phù hợp với điều kiện của bản thân. Cá cảnh có những con lên đến vài tỷ như những con cá bạch tạng, cá thiên thần peppermint, cá golden basslet, nhưng cũng có những loại rẻ chỉ vài chục ngàn đồng cho đến vài trăm, vài triệu. 2. Là nguồn nước nuôi cá. Một trong những điều lưu ý khi tìm hiểu cách nuôi cá cảnh đó chính là nguồn nước. Nguồn nước nuôi cá là điều cực kỳ quan trọng. Nước là môi trường sống của cá, giống như oxy là môi trường sống của con người vậy. Nguồn nước để nuôi cá phải thật sạch sẽ, không có hóa chất độc hại và chất sát khuẩn. Không sử dụng quá nhiều nước từ nguồn nước máy, chứa rất nhiều chất sát khuẩn. Dùng trực tiếp sẽ hại đến cá, làm tuổi thọ của cá ít đi. Nuôi cá bằng nước máy phải khử hết clo cho nước bằng cách bơm nước lên bồn chứa khoảng 24 tiếng để nước bay hết clo rồi sử dụng bỏ vào bể cá. Dùng dung dịch khử clo để khử nhanh clo trong nước máy. Kiểm tra pH trong nước, nếu không ổn phải dùng dung dịch điều chỉnh pH để cân bằng lại lượng pH. Thông thường nồng độ pH trong nước máy ổn để nuôi cá cảnh. 3. Là cách cho cá ăn. Cách cho cá ăn cũng quan trọng không kém. Tùy vào loại cá sẽ chọn loại thức ăn thích hợp dựa trên kích thước và các chất cần nạp vào. Cho cá ăn phải cho một lượng vừa đủ, không ít cũng không được nhiều. Vì cá có tập tính thấy thức ăn, con mồi là đớp. Nên việc các bạn để thức ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến đường tiêu hóa của cá và môi trường sống của cá sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Cho ăn 2 lần ngày vào buổi sáng và chiều là cách tốt nhất để cá luôn có một lượng chất dinh dưỡng cần thiết để nuôi cơ thể. Hồ cá cũng không bị ô nhiễm bởi những thức ăn còn dư lại. 4. Là kích thước hồ cá. Tùy vào từng loại cá mà bạn sẽ chọn kích thước bể cá sao cho phù hợp. Cách lựa chọn bể cá cũng phản ánh cách nuôi cá cảnh có đúng hay không. Bể cá phải thoáng mát, rộng rãi. Nếu mật độ cá đông phải có máy oxy để không bị thiếu lượng oxy trong bể. Nuôi riêng từng bể cho các loại cá có tập tính cắn rỉa và thích sao chanh như cá betasiem. Nuôi cá bằng bể thủy tinh phải vệ sinh thường xuyên, tránh ô nhiễm nguồn nước trong bể. 5. Là ánh sáng, nhiệt độ và oxy trong bể cá. Về ánh sáng trong bể cá phải vừa phải, tránh sử dụng những loại đèn có ánh sáng vàng sẽ làm thay đổi nhiệt độ trong nước lên cao. Nếu nuôi những loại cá thích bóng tối nên chọn những loại đèn nhẹ màu sắc tối. Về nhiệt độ thích hợp trong bể là 26 đến 28 độ C. Không được quá chênh lệch, tăng nhiệt độ lúc cần thiết để loại bỏ các vi sinh vật có hại trong nước. Về oxy, oxy là điều quan trọng cần được lưu ý trong bể. Với những bể cá lớn, sâu và nuôi số lượng cá đông, bạn cần bật oxy 24/24 để bảo toàn lượng oxy có trong bể cá. Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn biết được cách nuôi cá cảnh đơn giản nhất. Với các phương pháp chăm sóc cá cảnh trên, các bạn sẽ có thêm kinh nghiệm chăm sóc cá cảnh cho riêng mình và có những chú cá khỏe mạnh. Càng nuôi lâu, kỹ thuật nuôi cá cảnh càng lên tay, lúc đó bạn sẽ biết được loại cá nào nên dùng biện pháp nào. Coi Ca chúc các bạn thành công!